Xin chào tất cả bác. Hôm nay Mộc Hương Shop sẽ giới thiệu các bác một mẫu vòng vàng đàn tuyết Lạng Sơn, mẫu vòng gỗ phong thủy cao cấp vàng đàn tuyết Lạng Sơn. Vàng đàn tuyết là gì? Vàng đàn tuyết là một loại gỗ quý chỉ có ở Lạng Sơn mới có. Nó sống ở trên cái vùng núi đá vôi rất là khắc nghiệt, thì nó phải trải qua hàng trăm năm, hàng chục năm, hàng trăm năm nó mới có những cái cây thân to chỉ bằng bắp chân, bắp đùi thôi. Đó là cây to nhất, nó chỉ được như thế thôi. Thì có cả cây to hơn nhưng mà nó phải hàng mấy trăm năm. Nhưng mà bây giờ những cái cây đấy là họ sẽ khai thác hết rồi, tại vì là ngày xưa người dân mình không biết, bọn Trung Quốc nó sang nó mua hết những cái cây gỗ quý của mình, nó mua với giá rất là cao và đắt. Thì người dân cứ đi lên rừng chặt mua bán cho nó, thế là dần dần là cạn kiệt và cây đấy nó đã tuyệt chủng. Nhưng mà người dân Lạng Sơn, chính quyền Lạng Sơn thì bây giờ bắt đầu mới khôi phục lại được vài chục cây ở những cái trang, ở những cái chỗ mà người ta trồng đấy, ươm ươm cây giống ấy. Nhưng mà cái cây này nó rất khó trồng vì không phải là lúc nào nó cũng hạt nó cũng nảy thành cây. Như tôi xem một số chương trình ấy, nó bảo là cái hạt này rất là khó lấy, nó phải tùy thuộc vào cái độ điều kiện thời tiết thích hợp nó mới nảy thành cây, mà nảy thành cây chưa chắc đã sống được, thế nó mới khó để gây giống, cho nên là cái cây này nó rất là quý hiếm. Nói thêm chi tiết về cái cây này vì sao nó quý như thế là nó có một lớp tuyết đặc biệt này, lớp tuyết này khi soi đèn vào nó sẽ óng ánh đấy, các bác nhìn thấy chưa, lớp tuyết ọc đặc biệt soi đèn vào nó sẽ óng ánh, tại vì là cái tinh dầu của nó ra kết hợp với lại cái nguồn hơi ẩm ở trong không khí nó sẽ tạo thành một lớp tuyết phủ ở trên bề mặt gỗ và vòng tay, cũng như là các cái loại tượng mà tôi đã up clip lên đấy, tượng Phật đấy, thì nếu mà phủ tuyết vào thì mình soi đèn vào nó óng ánh thì nhìn rất là huyền ảo và huyền bí, nó tăng thêm cái độ độ thần thánh, gọi là gỗ của thánh thần, mà gỗ của thánh thần ở trên Lạng Sơn, mà người Lạng Sơn họ rất là hay đeo cái loại gỗ này vì nó trừ tà trừ ma, người ta đi tối đi đêm đi rừng thì tuyệt đối họ yên tâm khi mà đeo cái gỗ này, cho nên là cái gỗ này nó rất là quý. Đây cái hàng này là hàng 100% là từ rễ, làm từ rễ cây hoàng đàn này. Thì các bác nhiều người vẫn nhầm hoàng đàn Lạng Sơn và Ngọc Am Hà Giang, thì hai cái loại cây này thì chỉ trong những cái người gỗ hoặc là người sành chơi gỗ thì mới phân biệt được thôi, chứ còn mà nhiều người họ cứ nói là bảo là Ngọc Am là hoàng đàn, không phải đâu, hai loại cây này là khác nhau hoàn toàn nhé. Ngọc Am thì chỉ có ở trên Hà Giang, còn hoàng đàn thì chỉ có ở Lạng Sơn. Đó là cách phân biệt là nguồn gốc, nhưng mà cái phân biệt về mùi là các bác phải ngửi, hai loại gỗ này nó hoàn toàn khác nhau. Ngọc Am thì nó có mùi không được ngọt như hoàng đàn, nó sẽ mùi hơi hắc một chút, nhưng mà nó vẫn thơm và nó đặc biệt riêng. Còn hoàng đàn thì nó cực kỳ vip, nó ngọt như sâm luôn, không có một tí hắc nào, không có gọi là mũi ngửi thấy không có một chút hắc nào, mà nó ngọt nữ luôn, ngọt nữ luôn. Các bác ngửi một lần thôi là đã phải xao xuyến con tim rồi. Cái mùi tinh dầu này rất là đẳng cấp, cho nên là người ta hay dùng cái loại này để làm ra vòng này, tượng này, rồi các cái đồ vật phong thủy khác như là quả cầu, rồi như là cái mặt đeo dây chuyền đấy thì cũng có, nhưng mà nó rất ít vì gỗ bây giờ là nó không không thể kiếm được nữa rồi, người dân người ta đi đào bới xới tung hết cả những cái chỗ. Ngày xưa có những cây đấy thì nó chặt hết thân nó bán, còn gốc cành rễ thì nó không lấy được, thì người ta đi mót lại, người ta lấy những cái khúc rễ đấy, nhưng mà dần dần rồi nó cũng sẽ hết, tại vì là nó có sinh sôi được ra nữa đâu, cho nên là nó rất là quý. Bác nào mà chưa biết về cái loại gỗ này thì có thể là muốn sở hữu một vòng để trong nhà, thì cái cây này nó mọc ở đâu ấy thì nó sinh cái vượng khí ở đấy, vì cái cây này nó rất là thơm mà, thì người Trung Quốc người ta rất là thích cái cây này nên người ta mua hết.
về người ta làm những cái tượng to, người ta trưng ở trong phòng nó thơm nức lên, nên là nó rất là tốt. Bác nào mà muốn sở hữu một chiếc vòng tay như này ở trong nhà để hoặc là đeo ở bên mình thì có thể liên hệ trực tiếp với Mộc Hương Shop để tôi có thể giao hàng tận nơi cho các bác, thanh toán tại nhà luôn, bên tôi bao ship toàn bộ, các bác được kiểm tra hàng trước khi mà nhận hàng nhé. Đó, tôi sẽ chụp ảnh trước cho các bác hàng của các bác, sau đó các bác ok tôi mới gửi. Toàn bộ vòng đã nên tuyết rất là đẹp rồi. Đây là vòng làm tuyết Lạng Sơn. Đó, soi nó rất là óng ánh. Còn đây là bức di nặc Ngọc Am này, thì tôi đã giới thiệu các bác ở clip trước rồi. Thì Ngọc Am thì nó không thể bằng Hoàng Đàn được nếu mà tính về giá trị, nhưng mà nó cũng là thuộc loại gỗ quý. Sắp tới tôi sẽ cho ra những cái lô bức tượng Hoàng Đàn rất là đẹp, thì các bác chỉ cứ chờ đợi khoảng một thời gian nữa. Tôi đang cho gỗ đi đục rồi, một thời gian nữa trên tôi sẽ review lên cho các bác tượng Hoàng Đàn rất là đẹp luôn. Thì các bác muốn sở hữu chiếc vòng tay như này có thể liên hệ trực tiếp với tôi nhé. Có rất là nhiều size, tôi đây tôi phải để trong túi bóng này thì nó mới không hết tuyết được, nó mới ra tuyết. Còn nếu mà mình đeo vào ấy thì nó sẽ hết dần cái lớp tuyết này. Mình cứ để trong túi bóng thì nó sẽ vẫn còn tuyết, nó vẫn ra nhiều tuyết. Còn nếu mà đeo vào tay thì nhiệt độ cơ thể nó sẽ làm cho chảy hết những cái lớp tuyết này ra. Nhưng mà thơm thì nó vẫn vĩnh viễn nhé các bác nhé. Ví dụ mà thơm vĩnh viễn nhưng mà chỉ đeo thì là nó sẽ xuống màu rất là đẹp. Nó sẽ xuống màu từ màu vàng này này xuống màu lâu, lâu sậm nó sẽ hạt nó sẽ như này. Đây là hạt rất là nhiều dầu nó mới nâu như này nhé. Đó, rất là nhiều tinh dầu nó mới nâu màu lâu như này. Đây này, nhìn cái vân tinh dầu nó nha. Mọng dầu, cực kỳ mọng dầu luôn. Đó. Rồi các bác có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp với Mộc Hương Shop. Tôi sẽ giao hàng tận nơi, thanh toán tại nhà, các bác được kiểm tra hàng thoải mái luôn trước khi mà thanh toán nhé. Xin chào các bác.